Xin chào cả nhà. Hôm nay hai anh em mình sẽ review cái hang khá là mới mẻ các bạn ạ. Hiện tại là hai anh em mình vừa xuống đến đây thôi. Đây là cái con đường mà Trung Hòa, một ngõ của Trung Hòa các bạn ạ. Tên là cái gì nhỉ? Thôn Bản Phản. Thôn Bản Phản các bạn. Cách trung tâm thị trấn là Chiêm Hóa 7 km nhá các bạn nhá. 7 km. Cái hang này khá là mới mẻ, phải nói là mình cũng chưa được khám phá. Hôm nay hai anh em mình sẽ khám phá ở khu vực này. Các bạn hãy đồng hành với mình nhé. Nào, hai anh em mình đi thôi. Ok, mọi người, hiện tại là hai anh em mình sẽ tiến vào cái khu vực có cái hang đấy các bạn ạ. Đây là em Duy, em đã đồng hành với mình khá là nhiều video rồi. Cái hang này phải nói người dân ở đây cũng bảo là cũng có khá là lâu. Hôm nay mình đi thì không gặp được ai ở quanh xóm này. Thì tí nữa nếu mà được thì mình sẽ hỏi thăm kỹ càng hơn về cái hang này nhá các bạn nhá. Anh em mình phải qua một cái vườn mía và búi cỏ. Nó vẫn còn khá là rậm rạp mà chưa có ai đi đến. Ây da, khó đi thế nhỉ. Anh em mình phải gạt cây thì mới vào được. Ừ, hình như là ở đây phải. Đây các bạn ạ, cỏ vẫn còn mọc khá là tùm. Em mình đi trước để dẫm xuống. À. Ừ, bên này cũng được, có khi vẫn đi được, vẫn sang được. Đây, hai anh em mình đang bắt đầu vào. Mình thì thấy cái cửa hang rồi nhưng mà ở đây cẩn thận cây gai mây nhá. Cái mây cái song ấy, đi cẩn thận. Ở đây có búi cây mây khó đi quá, lại phải quay lại. Anh đâu nhỉ? Anh đi nữa à? Này đi là vịt lẫn rồi đó. Đúng rồi còn gì. À đây, em ơi, đây em ơi. Đấy. Đây. Mình bị nhầm các bạn ạ. Mình cứ tưởng cái cửa hang đằng trên này. Mình lúc nãy đi vào đây là nhầm. Đây, cái cửa hang nó ở đây này. Đây khá là tùm rậm rạp các bạn ạ. Đây, em đi trước đi. Này, cần mũ không? Phải rồi ạ. Ok. Đây là trần lan. Phải nói hai anh em mình hôm nay mới xuống lần đầu tiên nên là tìm cái cửa hang này khá là khó. Mắc thôi. Chiếc hang này thì phải đây các bạn ơi, cái cửa hang các bạn có nhìn thấy rõ không? Đây, nó là chui xuống lòng đất các bạn ạ. Phải nói là để mình sẽ quay từ trong ra nhé cho các bạn nhìn thấy, mình phải đi hơi cúi mới vào được bên trong. Người dân để bao chấu. Đây, mình sẽ quay cho các bạn cái cửa hang này. Đấy, cái cửa hang có một tí này thôi các bạn. Có đủ người chui vào thôi. Nó khá là khó. Đấy. Đây, bên trong này khá là rộng mà anh em phải đứng hơi cúi. Hơi cúi các bạn. Đây là cái đầu tiên khi mình vào đến cái chỗ hang này, mình cảm thấy là nó cũng không được rộng lắm. Và còn những cái xác của con ốc chết các bạn ạ. Đây, xác của cái con ốc núi chết khá là nhiều ở đây, khá là nhiều các bạn ạ. Đây, mình thấy rất là nhiều nhá, cái con ốc núi. Anh em mình lại tiếp tục vào trong đây đi em ơi. Mới chỉ là cái cửa hang thôi nhưng mà anh em mình thấy là nó cũng lại phải chui rồi anh em mình. Đây, cái chỗ này khá là hẹp các bạn ạ, mà anh em mình còn phải đi lần mò. Đây rồi, lối đi ở đây. À, đây các bạn ơi, lối đi còn khá là sâu vào trong này nữa đây. Đấy, ở đây mới chỉ là cái lớp đá ở ngoài nên là chưa có gì thú vị.
để mình vào trong tiếp, nó để mình vào trong tiếp để cho các bạn nhìn thấy. Em đi trước đi. Mọi người nhìn này, mọi người nhìn này, cái này là tạo hóa của cái dòng nước, một cái nước độ ẩm nó chảy xuống nó tạo được những như thế này các bạn ạ. Và nhìn nó óng ánh, nhìn rất là đẹp. Đây, thế thì có khả năng là bên trong còn khá là đẹp nữa các bạn ạ, và còn lung linh huyền ảo nữa đấy. Cái đường thì khá là nhỏ hẹp. Cái này cũng thế này. Đây có cái cảm giác là nước nó sẽ chảy men men theo kiểu này các bạn ạ. Nước sẽ chảy men men và tạo ra được những cái hòn đá vôi. Khá là tuyệt vời. Tuyệt tác của thiên nhiên, mẹ thiên nhiên đã tạo ra. Với cái độ sâu này, cái hang này có cả rễ cây đâm xuống các bạn ạ. Cái độ sâu này chắc là cũng được từ tầm 5 đến 6 mét sâu xuống lòng đất đấy. Đây là đến khu vực thứ hai mà anh em mình có thể đứng thoải mái được. Đây các bạn ơi, trên này còn có cái đường mà nước chảy xuống này. Đấy. Sau khi nếu mà trời mưa mà nước nhiều thì nó có thể chảy xuống đây và tạo thành những cái mài mòn mà tạo ra cái khung đá nhìn khá là đẹp. Wow. Phải nói là quá tuyệt vời. Anh em mình đứng ở đây nghỉ một chút tại vì mới đi vào trong này nên là cảm giác nó hơi hơi khó thở. Nó kiểu kín hơi ấy các bạn. Phải nói là tuyệt tác của thiên nhiên là quá tuyệt vời. Đây, cái hòn đá này được mài mòn mà nhìn nó như một cái cây nấm ngược ấy các bạn. Nó chân nó ở trên và cây nọ cái mũ nấm thì nó lại chụp xuống dưới. Đây các bạn nhìn nhá. Đấy. Quá tuyệt vời đúng không? Ở đây thì cái sự mài mòn của nước sẽ tạo thành những cái rãnh này, những cái lỗ tròn này. Đấy, các bạn nhìn thấy đúng không? Những cái rãnh làm ra những cái rãnh này nó có cái gai gai. Nhìn khá là đẹp, khá thú vị. À, anh em mình tiếp tục nào. Em này, đi xuống dưới này để anh quay. Đây các bạn ơi. Ôi, có con bọ cạp này. Đâu? Mọi người nhìn thấy không? Đây, cái con bọ cạp khô này. Con này khi giết nó là rất là hôi nhưng mà người ta bảo là Con này có. không chết đâu anh ạ. Hả? Con này không chết đâu. Cái gì không chết? Con bọ cạp đấy. Ui, nhưng mà nhìn thấy nó cũng ghê mà. Không chết đâu, trước trong nhà em có một con mà em cũng đập mà. À thế à? Ừ. Đây các bạn ạ. Nếu anh cảm thấy anh bắt được. Không, không bắt được đâu. Bắt được anh ạ, con này Thôi, bắt được. thôi. Nguy hiểm hãy trưởng ra. Nó có cả cái đuôi Con này. này bé, con này đuôi chưa to. Ừ, con này đuôi chưa to. Không Nhưng sợ. mà có hai cái răng. Hai cái. Đây nha các bạn ơi. Đấy, mình review cho bạn. Ok, anh em mình tiếp tục đi rồi. Có cái con gì này các bạn? Ở trong hang này mình thấy con này khá là nhiều này. Đây cũng đã có người vào, đã có từng có người vào đã khắc tên ở đây. Các bạn nhìn thấy không? Lũ này. Nếu nếu mà được cái đèn ánh đèn vàng ấy thì nó sẽ tuyệt vời hơn, sinh động hơn. Cái nhũ này thạch nhũ các bạn nhìn này, cái nhũ này nó khá là óng ánh. Đây, mình sẽ
tệt tác các bạn ạ. Anh em mình đến đây là, ôi, ở dưới chân này nó tạo thành ấy này. Có khi lấy hòn đá này về nhìn đẹp lắm luôn đấy. Nó tạo cái độ óng ánh. À, cái lớp này là lớp trên mặt thôi. Mình gõ thử cái này thì nó là cái lớp trên mặt các bạn ạ. Đây. Đấy, nó tạo thành một cái mảng. Nó tạo thành một cái mảng như thế này các bạn ạ. Đây này. Các bạn nhìn thấy không? Nó bám thôi, cái lớp này là cái lớp bám này, đá vôi nó bám vào và tạo được cái lớp thạch anh này ở ngoài. Mình đã hiểu rồi, nguyên lý của nó rồi. Ok, mình sẽ lấy một hòn khác đẹp hơn. Hòn này nó cũng không không được bao quát hết. Khi mà có vẻ là mình không 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 lấy được cái hòn nào đẹp hơn thế này đâu. Đây. À đây, em mình nhìn thấy có một cái miếng khá là to. Ok. Đấy. Để đây, để gọn đây tí anh em mình lấy về. Nào, tiếp tục đi em ơi. Wow. Ôi, trên đây mới là cả một kho tàng kiến trúc này các bạn. Kho tàng kiến trúc này phải nói là khá là đẹp. Chỉ mong là có sau clip này thì có một nhà đầu tư nào đến đây và đầu tư làm cái thành một cái khu du lịch sinh thái hay gì đó, hoặc là kèm theo là làm một cái vườn hoa ở ngay trước cửa để tạo cái khuôn viên chụp ảnh cho mọi người đến tham quan. Đây có người rơi. Ở đây có người dân đã sử dụng để đánh bắt rơi các bạn ạ. Có đem lưới vào đây để đánh bắt rơi. Đây. Mình đây các bạn. Người dân đã sử dụng lưới này để đánh bắt rơi ở trong này. Cái khám phá của anh em mình hôm nay phải nói là cái sự tuyệt tác của thiên nhiên tạo nên cái hang này. Anh em mình thấy là quá ok rồi các bạn ạ. Hiện tại anh em mình là đang ở cái này là chỗ thứ ba nhỉ? Đang ở chỗ thứ ba đúng không? Từ chỗ cửa hang vào đúng không? Từ chỗ cửa hang vào thì anh em mình chỗ này là chỗ thứ ba và nó khá là rộng để mình review nốt ở trong này. Đây, mình sẽ vào trong này review nốt này. Ở trong này còn có cái hang nữa, cái khe khá là rộng. Đi, anh em vào trèo lên đây. Uầy, trong này kín khí thật đấy. Nó vẫn còn hơi ẩm em ạ. Phải nói là uầy, trong này vẫn còn hơi ẩm mà nó khó đi. Wow, quá tuyệt vời. Ây da, để anh xuống trước nhá. Các bạn ơi, trong đây là một cái khe. Cái khe này vẫn còn sâu lắm các bạn. Đấy, em mình đã soi đèn hộ mình. Nó còn khá là sâu. Nhưng mà đến đây thì cụt đường mất rồi các bạn. Đến đây thì cụt đường. Trên kia thì khá là rộng. Nhưng mà anh em mình không thể trèo lên đây để đi được. Khá khó nhỉ. Giờ anh mới lên. Cô là nhìn như kiểu gốc cây vậy nhỉ? Ờ. Nhìn vân như kiểu gốc cây nhỉ? À ừ, đúng rồi. Nó cái vân vân đá như kiểu cái rễ cây nó bám vào ấy các bạn. Đây này, trắng trắng. Nó khá là cao. Đây vẫn còn ẩm này, nước vẫn chảy vào đây. À, ừ đúng rồi. Các bạn ơi, đây cái độ ẩm ở trong trong cái hang này vẫn có. Trong cái hang này vẫn có đây. Các bạn thấy những cái giọt nước không? Đây này. Mình chạm nhá, mình chạm vào để mình lấy cho các bạn thấy nhá. Đây. Ở móng tay mình có nước này. Đấy. Em trai mình đấy, vẫn có độ ẩm các bạn ạ. Thì
Thế là cái độ ẩm này lúc nào cũng có ở đây. Bên kia. Đường này anh em mình đang đi lên trên. Đang có vẻ đây khu vực này rất nhiều phân rơi luôn. Ờ đúng rồi, phân rơi các bạn ạ. Cái chỗ hang này khá là cao và có hơi ấm, đúng không? Có hơi ấm. Rất ấm. Phải nói là rất ấm các bạn ạ. Có vẻ là đến vị trí này là anh em mình thấy thoải mái hơn là khi ở cái chỗ ngoài cửa hang. Chỗ ngoài cửa hang thì khá là lạnh. Đây mọi người, cái trần này khá là cao nên là máy quay của mình không thể quay đến được. Nó còn khá tối. Để anh em mình đi sang bên này nhé. Cái chỗ này chắc không? Chắc đi được. Quay trước đi. Bụi này. Hả? Bụi. Phân rơi. Chắc là phân rơi hoặc là cái đất. Phải nói trong đây là hơi kín. Kín hơi các bạn ạ. Kín khí. Anh em mình đang cảm giác là thấy khó thở hơn rất là nhiều. Đúng không? Anh vừa nghe thấy tiếng gì á? Ở khu bên này hay là ở dưới? Hay ở dưới nhỉ? Không có lối đi không? Đây. Ở bên kia khá là rộng các bạn. Có khi là cái chỗ đấy là cái chỗ sang cái khe kia thì phải. Ở đây có những cái cây, rễ cây mọc này các bạn. Rễ cây này. Nó xuống, nó hút cái độ ẩm ở dưới này. À, hóa ra ở đây, cái rễ cây này nó tạo ra được cái độ ẩm này. Đấy. Cái rễ nó đều có cái lớp nước nó bám ở rễ cây các bạn ạ. Tiếp này. Ây da, chỗ này hơi khó xuống nha. Ây da. Đây vẫn còn cái lớp đất. Cái chỗ này thì nó rất dễ bị sạt này. Hơi nguy hiểm đấy. Anh xuống đi, em cầm anh. Okay. Em xuống anh cầm. Mình sẽ xuống. Đâu rồi nhá. Đường rất là khó đi cho nên là mình đi sau, mình sẽ hỗ trợ cầm máy để cho anh Cường anh ấy đi xuống. Đây mọi người, nó hơi có độ dốc và nó lại còn có cái đường xuống này cơ. MC mình đang xuống khá là khó. Đấy. Cái dưới này lúc nãy mình đi ở trên này. Nhưng mà bây giờ là có cái đường dưới này. Tí nữa mình sẽ khám phá ở dưới đấy xong. Đấy, anh em mình đi vào khu trên này đã. Cái lớp địa chất ở đây phải nói là khá là thú vị các bạn ạ. Đấy. Nó là có đá quậy này, có những cái hòn đá nhỏ, ui, những hòn đá trắng. Cái chỗ này, mình cảm giác là cái chỗ này nó có thể bị sạt bất cứ lúc nào này. Mình phải tránh ra, tại vì chỗ này mình thấy là nó không phải là đá, mà đây là những cái khu vực đá quậy này, kèm theo đất. Nên là nếu mà nó có cái độ ẩm mà nó có thể sạt xuống được bất cứ lúc nào. Anh em mình nên tránh cái khu vực này ra. Nhện này nhiều đấy. Ừ, ở trong này khá là nhiều nhện. Nhện là một hai là cái mối hay rễ? Mối. Mối. Đây. Đây mình nhá. Mình đang cầm máy cho anh Cường đi lên. Đường rất là khó đi. Anh em phải hỗ trợ nhau để đi okay. Di chuyển một cách an toàn nhất có thể.
Vậy là anh em mình khám phá cái hang này. Hôm nay lần đầu tiên anh em mình đến đây. Phải nói là đây là cái khu vực thứ 5 mà anh em mình cảm giác thấy rất thoải mái. Nó có độ ấm vừa phải, giữ ấm cơ thể này. Và có những cái khung cảnh, có những cái thạch nhũ ấy, nó rõ, nó xuống thẳng các bạn ạ. Đây, nó chĩa xuống. Nó giống như động thiên cung ở Vịnh Hạ Long các bạn ạ, nhìn khá là tuyệt vời. Đấy, nó cũng đều đều có cái những cái đá nhũ này, nó chĩa chĩa xuống dưới đất, nó hướng vào lòng đất. Đây, khá là đẹp. Còn ở đây các bạn ơi, ở đây các bạn nhìn này, từng bậc một đấy, tạo ra nhìn như các vị La Hán ở chùa tạo thành từng bậc lên, nhìn khá là đẹp mắt. Và nó còn tạo ra những cái lỗ long lanh, cái lớp long lanh này, phải nói là tuyệt tác của thiên nhiên, quá tuyệt vời. Anh em mình hôm nay đến đây tham quan tạo cái khu vực này, review cho các bạn thấy. Ở đây còn đường đi không? Ở đây là hết rồi. Trong này mình thấy có hơn, người ta vẫn còn chắn lưới, thì chắc là vẫn có đường đi. Người dân chắn lưới để trong này cũng hết rồi các bạn. Trong này là cũng hết mất rồi. Đây, các bạn nhìn thấy không? Trong này hết khu vực này hả? Mình đã khám phá hết. Bây giờ mình sẽ quay lại cái khu vực dưới kia. Vừa nãy có cái đường ở đằng dưới mình chưa khám phá hết. Mình sẽ khám phá lại cái khu vực đó. Đây mọi người, ở đây khá nhiều phân rơi và ở trong này còn có cái khe này. Nhưng mà anh em mình phải đi đằng này. Khu vực này đi. Trong ngoài một khe vẫn đọng nước. Đây các bạn ơi, cái nước sau khi nó dồn về đây là nó vẫn còn đọng một chút nước thôi. Ở đây còn có một chút nước, không quá nhiều. Anh em mình đi. Chỗ này là không lên được không? Thử. Có lên được không? Thử xem. Em thử xem. Bật hết mức. Mình không lên được. Chỗ này cũng không có gì đâu. Ok. Thế thì ở đây cũng hết rồi. Có đường đi à? Không biết được không? Cái đấy là cái mặt trên mình vừa mới đi đấy. Này không bôi được nằm xuống. À thế à? Thế thì không đi được rồi. Thế thì khó lắm. Anh em mình quay lại thôi. Anh em mình sẽ quay lại. Tại vì cái khu vực trên này không còn đường đi nữa các bạn ạ. Anh em mình sẽ quay lại đây.
Các bạn ơi, có nhìn thấy không? Cái rễ cây này khá là to. Nó ở đâu, nó từ trên kia xuống, mà ở dưới này nó có cái rễ cây khá là to các bạn. Đây. Nó chạy xuống đây tại vì nó có độ ẩm. Nhện trong hang đá. Vạn kiếm thanh. Có đâu không? Cái này anh cũng không rõ. Cái này nghi có. Ừ. Đường nào lên? Đó. Đường này à? Đấy, tiếp tục là những cái dãy đá được xếp mài mòn. Ồ, nước. Wow. Các bạn ơi, nhìn này. Đấy, nước vẫn còn chảy các bạn nhé. Khá tuyệt vời. Ở đây như là hết rồi. Mọi người ơi, hiện tại là hai anh em mình đã khám phá hết cái hang động này rồi các bạn ạ. Cái độ sâu của nó rơi vào mình đi là 31 phút là hết cái khu vực trong hang này. Mà nó còn khá là khó đi. Anh em mình đang bắt đầu sẽ ra khu vực cửa ngoài. Hiện tại anh em mình ra đến khu vực thứ hai mà thấy có gió lùa vào rồi, dễ thở hơn và thấy lạnh hơn các bạn ạ. À đây, đây là khu vực thứ nhất, khu vực anh em vào đầu tiên các bạn, cái cửa hang ở kia rồi, cái cửa hang ngoài kia rồi. Ok, anh em sẽ nghỉ ngơi ở trong này một chút. Mọi người xem video thấy thế nào ạ? Thì hãy bình luận ở phía dưới và đặt tên cho cái hang này giúp mình nhé. Hai anh em mình đã cố gắng rất là nhiều và chỉ mong sẽ có một cái nhà nào đến đầu tư khu vực này, tạo ra một cái nguồn mới, thu nhập mới cho người dân ở đây các bạn ạ. Nó sẽ là một cái tiền đề để mà phát triển được, phát triển cái hang này được. Mình thấy là cái hang này khá là đẹp. Chỉ cần cải tạo lại nó một chút để đi lại cho dễ thì là quá ok. Còn nếu mà để thô sơ thế này, mình cũng thấy là khá là đẹp rồi đúng không em? Cái này cũng được. Ok rồi đúng quá không? Quá đẹp luôn. Đấy, thì mình không biết nói sao, nhưng mà mình vẫn muốn cái được giữ nét, được nét thô sơ như thế này là quá là tuyệt vời. Video của mình đến đây sẽ là kết thúc. Cảnh review hôm nay sẽ là một cái tiền đề mới cho khu vực thôn xóm này. Mong rằng mọi người xem video này hãy chia sẻ và ủng hộ kênh của mình nhé. Tạm biệt tất cả mọi người. Chào mọi người.